Khoảng 8 giờ sáng nay ngày 18 tháng 10 năm 2013, tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận rất đông công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Phát, chuyên sản xuất buôn bán giày dép và giày da, thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Các công nhân này nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngòi. Lực lượng chức năng chưa thống kê chính thức, nhưng số công nhân được đưa đi cấp cứu ước tính lên tới hơn 100 người. Theo các công nhân đang điều trị tại bệnh viện, vào trưa hôm trước 17 tháng 10, các công nhân ăn trưa tại bếp ăn của công ty gồm các món thịt bò xào dưa leo, cà rốt, rau muống. Tới tối cùng ngày, một số công nhân có triệu chứng đau bụng và tới sáng ngày 18 tháng 10 năm 2013, khi công nhân tới công ty làm việc thì nhiều người phải đưa đi cấp cứu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Phát đã huy động các phương tiện để đưa công nhân đi cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, một số công nhân đã được xuất viện, số còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.